Rồi chia sẻ cho các bạn xem một cái cây mai dạo hương rinh nó đang nở hoa rộ ranh cây. Thì cái cây này là cao 1,3 m, độ rộng hơn 1 m. Phần thân thì nằm u dưới đây, mình chưa xói ra. Cây này cây dáng long nha, hoa nở rất đẹp, nó đều đều hoa. Màu vàng rất là tươi ha, nở rộ luôn. Rồi, rất là thơm như này. Hoa nào hoa nấy đều riếng. Hoa là nó mới nở hồi sáng này, sáng giờ này. Màu rất là tươi tắn, cánh khít nhụy cam rõ ràng. Bên trong nó có một cái vòi nhụy màu xanh này, đầu màu xanh rất rõ ràng đó. Cây cực kỳ đẹp. Rồi mình chuyển qua một cái cây mai khác nha. Đây, cái mai này là mình vừa bấm cô ta, cái này nó già hơn nhưng mà phong tàng nó lại gọn hơn. Cái này đứng phong rồi, mình không có đi ghim nọc. Cái giống dào rất đẹp nha này. Đấy, cái này cụ á, quần thân lớn, quần thân 20. Cụ đó đẹp nè, giết cái. Các chi cành rồi nó ra đúng điểm dương đẹp, cây này chuẩn cây. Cái con rồi nó bánh mầm bánh lọc à, cốt nó chuẩn, cốt ép nó chuẩn, gút thét lên. Dòng mai hương á, hoa rất đẹp nha. Rồi mọi người thích cái nào alo mình báo giá cho nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.